Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Kích thích tiêu xài và tôi có là nạn nhân không? Có những nơi ta đến, cảm nhận rõ bầu không khí thanh bình, nhẹ nhõm, hay có những nơi thật trang nghiêm, thiêng liêng, khác xa so với những nơi thì ồn ào, náo nhiệt của những trung tâm mua sắm lớn, những quán karaoke, những hộp đêm, hay bến tàu, bến xe. Và chắc chắn là dù ta có nhận ra sự khác biệt đó hay không thì ta cũng đang bị ảnh hưởng dù ít hay nhiều, và năng lượng đó đã chạm vào ta. Bởi ở mỗi nơi người ta đang tỏa ra những suy nghĩ, năng lượng khác nhau. Ở những nơi mua sắm người ta chỉ có những ham muốn, mua và mua, hoặc người bán thì chỉ mong bán, làm thế nào để bán. Có những khi lúc đầu ta chẳng có ý định mua, vậy mà khi ra về kiểu gì cũng xách cái này, cái kia. Có những người mua xong còn hết sạch tiền, hoặc khi về đến nhà thì lại tiếc nối, lại chẳng thích món hàng đó. Hoặc chúng ta mua một cái gì đó, có khi chỉ vì đã xem quảng cáo nhiều lần, ta mua đôi khi còn không thực sự tìm hiểu, chưa kể có những thứ còn không hề tốt. Rồi cả những bài hát, bản nhạc ở những nơi mua sắm cũng đang kích thích ta. Những nhà nghiên cứu thị trường quả thật thông minh, và ta mua thật nhiều trong khi ở nhà ta đã có hàng đống. Vậy có phải tâm trí ta đang bị ai điều khiển không? Hoặc chính thứ ham muốn, chạy theo mốt, theo người này, người kia đang kiểm soát ta và ta trở nên nghiện shopping. Một số nước đang phát triển lại đang bùng nổ ngành công nghiệp xa hoa. Ở đó, con người thích thể hiện mình bằng vật chất, xài hàng hiệu nhập khẩu đắt tiền. Tôi muốn đề cập tới sự lãng phí tiền của chỉ là một phần, mà chính là lãng phí nguồn nguyên liệu, năng lượng của tự nhiên, và chính thói quen tiêu xài lãng phí của chúng ta đang hủy hoại môi trường. Bởi để sản xuất ra một miếng vải, một đồ vật gì đều tốn rất nhiều nguyên liệu, nước. Chưa kể một số ngành sản xuất còn thải khí độc ra môi trường. Mỗi khi bỏ phí một đồ gì đó không dùng, nghĩa là ta đang làm hao tổn năng lượng của bà mẹ trái đất. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, năng lượng của tự nhiên đang vô cùng cạn kiệt. Chẳng phải chúng ta đang phải đối mặt với những đợt nhảy múa của giá cả leo thang hay sao? Chưa kể là còn rất nhiều người còn đang không có cái để ăn, không có áo ấm để mặc. Chỉ cần chúng ta tiêu dùng đúng mực, không lãng phí thì đó cũng đã là một hành động từ thiện rồi. Bởi đó chính là hợp tác với hành tinh, và bởi thế trái đất sẽ không bị cạn kiệt dần và sẽ đủ cung cấp cho những người khác, sẽ không còn cảnh đói nghèo quá chênh lệch như bây giờ. Vậy nên, mỗi khi ta định mua sắm gì thì hãy thử nghĩ xem nó có thực sự cần thiết không? Ta mua vì nhu cầu sử dụng hay mua vì ta đang bị ảnh hưởng? Ta thử kiểm tra tủ quần áo, giày dép của mình xem đã quá nhiều chưa, hay là ta mua 10 bộ nhưng chỉ mặc có 2-3 bộ thôi. Mỗi khi ta dừng lại và tự hỏi mình điều đó thì ta sẽ nhận ra rằng không phải chỉ là tiết kiệm được bao nhiêu tiền mà ta đang lành giàu lên trong mình rất nhiều sự hiểu biết, khả năng làm chủ tâm trí và đặc biệt là đánh thức tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự hợp tác trong bản thân mình. Và bất kỳ điều gì ta trao đi, ta cũng nhận lại. Bạn Hải An. Ha ha ha, 问什么的说